buộc phải lùi bước trước phe Nghệ Hàn. Phải chăng Tô Lâm đang lực bất tòng tâm? Sự bành trướng của thế lực Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an nhanh chóng tới mức khó lý giải. Từ một cựu Bộ trưởng Bộ Công an chưa có thớ bậc đáng kể, chỉ trong vòng thời gian hơn 6 tháng, ông Tô Lâm đã nhanh chóng trở thành nhân vật số 2 trong đảng. Sau khi Tổng Trọng qua đời, Tô Lâm đã trở thành nhân vật số 1, đứng đầu bộ máy đảng và nhà nước của Việt Nam. Quyết tâm của Tô Lâm sẽ là bằng mọi giá, phải chiếm bằng được ghế Tổng Bí Thư. Hơn thế nữa, ông Tô Lâm đang có tham vọng kiêm nhiệm cả Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư theo mô hình nhất thể hóa để trở thành nhân vật giữ quyền lực tuyệt đối trong đảng, giống như bên Trung Quốc vậy. Theo giới quan sát, trong cuộc chiến giành ghế Tổng Bí Thư hiện nay, Tô Lâm đang nắm giữ thế thượng phòng nhờ kho tàng thư và các vật chứng tham nhũng của tất cả các quan chức cấp cao trong đảng. Với ưu thế đó, Tô Lâm có khả năng muốn chạm ai thì người đó sẽ bị tống vào lò. Tô Lâm có ý đồ đánh sập hệ thống quyền lực của hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh có liên quan đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 29 tháng 7, Bộ Công an cho hay cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc. Trước đó không lâu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng. Được biết, ông Hồ Đại Dũng sinh năm 1972, quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chi tiết vừa kể cho thấy kế hoạch tảo thanh của phe Nghệ Tĩnh của ông Tô Lâm vẫn đang tiến hành. Tuy nhiên, theo giới quan sát, dường như kế hoạch này đang có dấu hiệu chững lại. Cách đây chưa lâu, nguồn tin nội bộ cho biết Bộ Công an cũng đã chuẩn bị kế hoạch bứng một loạt các lãnh đạo cấp cao là các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng như Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương, các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết các lãnh đạo cấp cao của phe Nghệ Tĩnh vẫn thường xuyên có mặt trong các cuộc họp có sự hiện diện của ông Tô Lâm như Hội nghị Quân ủy Trung ương hay mới nhất là Hội nghị Cải cách Tư pháp Trung ương ngày 31 tháng 7. Nay lại đang có tin đồn Trần Hồng Hà có thể thoát nạn. Trước đây chưa lâu, giới thạo tin từng khẳng định việc khởi tố bắt giam ông Trần Hồng Hà là điều chắc chắn. Vấn đề chỉ là thời gian, do ông Hà đã có hàng loạt các sai phạm rất nghiêm trọng trong việc quản lý tài nguyên đất đai. Ngoài ra, ông Hà còn phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc của công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, cũng như để người Trung Quốc thâu tóm đất đai ở Việt Nam. Nhưng do được Tổng Trọng che chắn và bảo kê, nên Trần Hồng Hà đã thoát tội. Mặc dù vậy, Bộ Chính trị vào ngày 18 tháng 7 đã phân công ông Tô Lâm chủ trì công việc của Đảng. Chủ tịch Tô Lâm sẽ phải thực hiện nhiệm vụ tuân theo sự thống nhất ý kiến của tập thể Bộ Chính trị. Cụ thể, nếu muốn xử lý các nhân sự do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì phải có sự đồng thuận theo nghị quyết tập thể Bộ Chính trị. Đây có lẽ là lý do ông Tô Lâm và Bộ Công an không dám tự tung tự tác, tiền trảm hậu tấu như thời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn sống. Sức mạnh của ông Tô Lâm và Bộ Công an do đó cũng giảm sút rõ rệt, nhất là khi ông Tô Lâm và phe cánh chỉ nắm số phiếu thiểu số trong các tổ chức cấp cao của Đảng. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin buộc phải lùi bước trước phe Nghệ Tĩnh, phải chăng Tô Lâm đang lực bất tòng tâm? Tô Đại có chịu lùi bước chỉ để giữ chức Tổng Bí thư và vì sao Lê Minh Hưng khó có thể an toàn? Theo giới thạo tin, ông Tô Lâm hiện nay đang hết sức điên cuồng bằng mọi cách giành cho được vị trí Tổng Bí thư để nhất thể hóa theo mô hình của Trung Quốc. Bằng sức mạnh của Bộ Công an, Tô Lâm gây sức ép với các lãnh đạo cấp cao chưa bị lộ, đặc biệt là với các bí thư, chủ tịch, các tỉnh, thành, phố trên cả nước với phương châm hàng thì sống, chống thì chết. Nghĩa là phải ủng hộ và bầu cho Tô Lâm làm Tổng Bí thư trong Hội nghị Trung ương bất thường dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, cũng có những nguồn tin cho biết khả năng cao ông Tô Lâm sẽ chỉ nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư và người thay thế cho các vị chủ tịch nước sẽ là Đại tướng Lương Cường. Đây là một bước tiến quan trọng của phe quân đội trong nỗ lực buộc ông Tô Lâm phải lùi bước. Như vậy, cơ cấu tứ trụ mới dự kiến là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Theo nguồn tin nội bộ, ông Tô Lâm và Bộ Công an gần như chắc chắn sẽ xử lý Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Mục đích để Tô Lâm tiếp tục bố trí các nhân sự thân cận vào và những vị trí béo bở này. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đang nhằm nhè chiếc ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính. Theo giới thạo tin, ghế trưởng ban tổ chức Trung ương của Lê Minh Hưng
có nhiều dấu hiệu cho thấy bắt đầu rung lắc. Dù là nhân sự cấp cao của phe Hà Tĩnh, nhưng Lê Minh Hưng vẫn được Tô Lâm tin tưởng và trọng dụng vì ông Lê Minh Hưng là con trai của cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hưng. Hơn nữa, hai người anh em trai của ông Hưng là Trung tướng Lê Minh Hùng và Thiếu tướng Lê Minh Hà, hiện là nhân sự lãnh đạo của Bộ Công an, được Tô Lâm tin dùng. Thông tin mới nhất cho biết, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam C-10, sẽ nghỉ hưu và người thay thế cho tướng Hùng sẽ là Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Cục phó Cục C-10. Do đó, sự tin tưởng của Chủ tịch Tô Lâm đối với Lê Minh Hưng sẽ giảm sút hay không còn nữa. Theo giới thạo tin, điều này hoàn toàn phù hợp với các thông tin trước đây cho rằng sớm hay muộn Lê Minh Hưng cũng phải vào lò. Sau khi phe Phạm Minh Chính vào đầu năm 2024 công khai cáo giác ông Hưng trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2016-2019 phải chịu trách nhiệm trong vụ án Ngân hàng SCB của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà trùm Trương Mỹ Lan. Ông Lê Minh Hưng từng là chánh văn phòng Trung ương Đảng, một nhân vật thân cận của Tổng Trọng. Việc ông Hưng bất ngờ trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 vào trung tuần tháng 5 năm 2024 đã khiến công luận đặt câu hỏi tại sao ông Hưng lại được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị trong lúc nội bộ của Đảng đang rối loạn nghiêm trọng. Gần đây, sau khi nhậm chức trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Hưng thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện chính trị quan trọng có sự tham gia của ông Tô Lâm. Phải chăng Lê Minh Hưng muốn chứng tỏ ông có quan hệ đặc biệt với Chủ tịch Tô Lâm? Trên mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc Bộ Chính trị thống nhất cho dừng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát lên cấp cao hơn là theo yêu cầu của Tổng Trọng với mục đích cứu Lê Minh Hưng, nhân vật được ông Trọng tin tưởng nhất mực. Nhưng trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến trách nhiệm của bà trùm Mỹ Lan chuyển hơn 4 tỷ đô la ra nước ngoài, Lê Minh Hưng một lần nữa lại bị cáo buộc là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Do đó, Chủ tịch Tô Lâm đang đứng trước hai lựa chọn là cứu hay loại bỏ Lê Minh Hưng. Lựa chọn thứ hai có lẽ hợp lý hơn và còn tránh được tai tiếng. Đó là lý do vì sao chức trưởng ban tổ chức Trung ương của Lê Minh Hưng cũng khó có thể được an toàn. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm có chịu lùi bước, chỉ giữ chức Tổng Bí thư và vì sao Lê Minh Hưng khó có thể an toàn. Cựu Thủ tướng Ba Dũng sẽ trở lại chính trường, sự thật hay tin đồn? Trong và sau quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trở thành tâm điểm của mạng xã hội trong ngày đầu quốc tang 25 tháng 7. Khi đài truyền hình VTV phát sóng trực tiếp, ông Dũng xuất hiện trên màn hình với nụ cười khó hiểu, khiến công luận dậy sóng. Cựu Thủ tướng Dũng là đối thủ chính trị một thời của Tổng Trọng và là người thất bại trước ông Trọng trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12. Sau quốc tang, sự chú ý của công luận đổ dồn vào sự kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tham dự lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ Rừng Xác tại huyện Cần Giờ. Đây là một sự kiện không mấy nổi bật, nhưng đã từ lâu ông Dũng không tham gia các sự kiện tương tự. Đáng chú ý, trong lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Dũng đứng ở vị trí trung tâm, trang trọng nhất của buổi lễ. Công luận đặt câu hỏi phải chăng gió đã đổi chiều và Ba Dũng đã trở lại chính trường. Theo giới phân tích quốc tế, nếu Tổng Trọng được xem là nhà lãnh đạo quyền lực nhất khi liên tiếp làm Tổng Bí thư tới 3 nhiệm kỳ, thì cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng từng được xem là nhân vật quyền lực số 1 trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 12. Tuy nhiên, ông Dũng đã bị Tổng Trọng cùng phe cánh cố tình bôi nhọ, trong khi về chính danh, ông Ba Dũng chưa từng bị kỷ luật lần nào, thậm chí còn có uy tín rất cao trong Ban chấp hành Trung ương. Trước thềm Đại hội lần thứ 12, sức ảnh hưởng của Nguyễn Tân Dũng đến Ban chấp hành Trung ương là rất lớn. Ngoài ra, ông Dũng có quan hệ rất tốt với chính quyền các địa phương và ông cũng có ưu thế đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Cũng cần phải thừa nhận rằng ông Ba Dũng là người Nam Bộ với tính cách phóng khoáng và tin tưởng đàn em. Do đó, ông đã biến các doanh nghiệp nhà nước thành những quả đấm thép mà vụ Vinashin là một ví dụ điển hình. Chỉ trong vòng 4 năm đầu tư tràn lan thiếu quản lý, chỉ riêng tập đoàn Vinashin đã làm thất thoát của nhà nước khoảng 4 tỷ đô la. Đây cũng là lý do chính để Tổng Trọng và phe cánh lấy cớ rằng ông Dũng là lãnh đạo vô trách nhiệm, luôn phớt lờ các chỉ thị của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng được cho là một người thực dụng, hầu như không quan tâm về cái gọi là chủ nghĩa cộng sản như ông Trọng. Ông Dũng còn tỏ ra là nhân vật thân phương Tây và chống Trung Quốc. Trong sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh hải Việt Nam trái phép vào tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Dũng đã tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị Việt Vông.
Tuyên bố này đã khiến tổng trọng của ban lãnh đạo Bắc Kinh căm tức. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, chính những đổi mới và xích lại gần Mỹ của ông Dũng đã khiến cho rất nhiều người trong Trung ương Đảng e ngại, và đó là lý do khiến ông bị đánh bật khỏi chính trường. Có ý kiến cho rằng cựu Thủ tướng Dũng sẽ trở lại chính trường để tập hợp và dẫn dắt liên minh chống lại Chủ tịch Tô Lâm. Đây có lẽ là một nhận định thiếu chính xác. Dẫu rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là một tay chân thân tín của bà Dũng, do bà Dũng dựng lên, nhưng Tô Lâm cũng là một đệ tử thân cận của bà Dũng. Đến nay, Tô Lâm vẫn còn nặng ân nghĩa với tướng Nguyễn Văn Hưởng, một nạn nhân của Tổng Trọng là người thân cận với bà Dũng. Việc Tô Lâm mới đây xử lý 7 phút để rửa hận cho tướng Hưởng đã cho thấy điều đó. Những điều vừa kể trên có liên quan gì đến câu hỏi liệu có phải bóng ma thế lực bẫy đang trở lại hay không? Trong một lần ngồi cùng nhóm sĩ quan quân khu 9, ông Dũng từng tuyên bố nếu có vấn đề gì thì tao sẽ quay lại. Điều này cho thấy bà Dũng chưa từ bỏ ý định tiếp tục tham gia chính trường sau đại hội 12, nhưng đó là câu chuyện của gần 10 năm về trước. Năm nay, ông Dũng đã 75 tuổi, khó có thể đảm nhận được trọng trách cao nhất. Hơn nữa, ông Dũng không phải là kẻ có tham vọng quyền lực như ông Tổng Trọng. Do đó, khó có khả năng ông bà Dũng sẽ trở lại chính trường một lần nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin cựu Thủ tướng Ba Dũng sẽ trở lại chính trường. Sự thật hay tin đồn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.